Người ta hả, chưa nắng gì nè, ngồi chờ đổ cả mồ hôi chưa mà thấy là không được rồi đó. Ủa sao vậy em, sao vậy, giận hả? Giận nói nghe nè, dễ có xíu à, để 1-2 ngày anh hứa anh được gặp. Anh biết hả, giờ này mấy giờ chưa, đợi người ta hả, mà hẹn người ta ra bắt người ta đợi luôn cái ruột đổ cả mồ hôi, giận hai hôm tới rồi. Bây giờ đó, cho anh hỏi một chuyện, ba mẹ có ở nhà không? Không, chi vợ thì trả lời đi, anh hỏi ba mẹ có ở nhà không? Không có. Rồi anh không tin không cho đâu. Ủa sao vậy, em cũng thấy đó, hồi đó giờ quen nhau cho nắm tay không rồi, chưa có bao giờ cho anh cái. Em nói không là không. Bây giờ nè, anh hứa nè, cho anh cái thì anh đi ba ngày qua. Không, không bao giờ cho đâu. Bây giờ anh thề luôn, anh sẽ chắc chắn 100% là anh kêu ba mẹ lên đây để hỏi cưới em luôn. Thôi mấy anh hả, đừng có dụ em hả? Hồi đó em cho mười mấy thằng đó, có thằng nào nó cưới em đâu. Có thằng nào nó cưới em đâu.